Tôi là luật sư Vlog. Hôm nay chúng ta có một nội dung khá là hay mà tôi muốn chia sẻ với quý vị bởi hai cái thông tin tôi được biết trong ngày hôm nay. Thứ nhất là thông tin liên quan đến vụ án của chị Nguyễn Phương Hằng. Thứ hai là liên quan đến cái thông tin về vụ án của bà Trương Mỹ Lan. Và cũng đúng như là tôi dự đoán thì diễn biến của phiên tòa của bà Trương Mỹ Lan thì như những gì tôi đã phân tích với quý vị, nếu quý vị chú ý mà nghe tôi nói thì rõ ràng là nó hoàn toàn đúng. Và đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ về cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng hôm nay là cái việc mà hoãn phiên tòa phúc thẩm, hay quý vị ha. Nhưng trước hết tôi muốn chia sẻ về một cái nội dung có liên quan đến cái chỗ của một cái người cũng tên là một người rất nổi tiếng. Cái bà này đó thì trước đây hồi dịp Tết đó, là tôi thấy bà ta có lên trên một cái đài truyền hình để có chúc Tết cho cộng đồng người dân trong tỉnh. Đó chính là bà Hoàng Thị Thúy Lan. Bà Lan á là bí thư tỉnh ủy của Vĩnh Phúc và hiện tại đã bị cơ quan điều tra Bộ Công an cáo buộc là có hành vi nhận hối lộ, và song song đó là có thêm ông là Lê Duy Thành. Thì ngày 8 tháng 3, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an, thông tin cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, viết tắt là tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long, có liên quan đến những người ví dụ như là lời khai của Nguyễn Văn Hậu nè, bắt tạm giam bà Hoàng Thúy Lan là bí thư tỉnh ủy nha quý vị. Bí thư tỉnh ủy là một cái chức danh rất là lớn tại một tỉnh, đứng đầu về đảng bộ của tỉnh đó ha. Nếu mà xét về gọi là quản lý nhà nước á, thì còn cao hơn là cả là chủ tịch tỉnh nữa. Bởi vì chủ tịch tỉnh đôi khi kim là bí thư tỉnh ủy, nhưng mà thông thường đó thì bí thư tỉnh ủy họ là một chức danh độc lập. Cũng hiếm có trường hợp nào mà bí thư tỉnh ủy là kim luôn cả chủ tịch tỉnh lắm. Ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì bí thư là khác, chủ tịch ủy ban thành phố là khác. Chủ tịch ủy ban thành phố thì thông thường chỉ là phó bí thư thôi, còn bí thư là người khác, nhưng mà phó bí thư lại là chủ tịch ủy ban thành phố. Thì ở đây đó là bắt tạm giam bà Hoàng Thúy Lan. Thì trong cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan đó thì cũng là tên Lan luôn ha. Thúy Lan bị bắt thì Trương Mỹ Lan cũng bị bắt, sao nhiều người tên Lan bị bắt quá vậy, cũng khá là bất ngờ hay quý vị. Bởi vì là mới vừa Tết vừa rồi thôi tại Vĩnh Phúc là có một cái video clip chính bà này đã chia sẻ là chúc Tết gửi cho người dân. Bà Lan này là cũng là quê Vĩnh Phúc, thạc sĩ luật cũng học luật luôn. Bà Lan này cũng học luật luôn đó. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là lý do hoãn phiên tòa của bà Nguyễn Phương Hằng. Giống như là tôi dự đoán ngày hôm qua, quý vị thấy đó. Rõ ràng là khi ngày hôm qua báo Thanh Niên có nói là theo nguồn tin của báo Thanh Niên, xin thưa, nguồn tin đó là nguồn tin không chính xác. Bởi vì nguồn tin đó đó là cái nguồn tin nó không có cơ sở, đúng không? Mà phải là căn cứ vào pháp luật như thế nào mới là hoãn phiên tòa và dời cái ngày xét xử là hai chuyện đó nó khác nhau. Hôm qua tôi có phân tích đó. Tòa án vẫn là tiến hành diễn ra, mở phiên tòa ra để tiến hành xét xử. Nhưng mà khi xét xử đó, người ta mới xem xét trong cái hồ sơ vụ án và những người có mặt ở phiên tòa coi cái việc vắng mặt đó nó có gây cản trở cho cái việc là tiến hành xét xử của vụ án hay không. Nếu như mà cái việc vắng mặt đó mà gây cản trở cho việc xét xử thì người ta mới tiến hành là sao quý vị, là hoãn phiên tòa. Còn nếu như việc vắng mặt đó mà không ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án thì người ta vẫn tiếp tục là xét xử mà thôi ha. Cho nên là hôm qua đó báo Thanh Niên nói rằng là hoãn phiên tòa thì mình cứ hiểu nôm na theo cái kiểu hiểu của người dân mình đó là ngày mai là không mở ra phiên tòa, thì cách hiểu đó là cách hiểu sai. Cách hiểu chính xác, hoãn phiên tòa có nghĩa là người ta vẫn mở ra phiên tòa để tiến hành xét xử, nhưng mà do không đủ điều kiện người ta mới là hoãn phiên tòa để dời vào cái ngày khác xử. Đó là cái việc hoãn phiên tòa ha. Mình phải rõ ràng giữa hai cái ý này với nhau.
Vậy thì lý do vì sao mà phiên tòa bị hoãn, giống như là dự đoán của tôi hồi tối hôm qua đó, tôi mới nói á, về mặt nguyên tắc mình phải có mặt tham gia theo cái yêu cầu triệu tập của tòa án, nhưng bản thân mình là lần đầu, mình có quyền làm đơn đề nghị hội đồng xét xử cho phép mình vắng mặt với lý do ABC, mỗi người sẽ có mỗi lý do. Và hôm qua thì rõ ràng là chúng ta thấy được là có ba cái lá đơn của chỗ Nhi Hà Tân, thì bị dĩ nhiên xét xử những người đó mà người đó không có mặt thì làm sao mà xét xử họ được, đúng không? Nếu triệu tập lần thứ hai mà vẫn cố tình vắng mặt thì lúc đó mới tiến hành xét xử vắng mặt. Còn bản thân ở đây là họ, vụ án đang xét xử họ thì họ phải có mặt. Nó khác với dân sự. Dân sự là khi mình không tham gia phiên tòa thì mình có quyền là ủy quyền cho người khác đến phiên tòa để thay mình nói lên tiếng nói. Còn hình sự là nó khác. Hình sự là triệu tập anh đến tòa để xử anh. Anh không tham gia lần thứ nhất, ok tôi bỏ qua, bởi vì là pháp luật cho phép là nếu như vắng mặt hết thì ảnh hưởng đến kết quả giải quyết vụ án, tòa sẽ xem xét và tòa cho qua, quản lại. Lần thứ hai triệu tập hợp lệ mà anh vẫn không có mặt là xử vắng mặt anh luôn. Đó là pháp luật rất rõ ràng. Thì cho nên tối hôm qua tôi có nói nguyên tắc là ngày mai vẫn mở ra phiên tòa, còn cái việc mà cho quản hay không phụ thuộc vào cái người tham gia phiên tòa, đúng không quý vị? Mà hôm nay thì tôi thấy cũng kỳ, tôi thấy là lạ gì nè. Tôi là người tham gia phiên tòa sơ thẩm á, thì tôi thấy á, cái ngày á, mà người ta đông đúc, đông đủ để tham dự phiên tòa thì vắng một người, mà hôm nay không có ai hết lại có người đó, tôi thấy lạ lùng. Thôi tiếp tục bài báo ha. Báo Công Lý đưa tin. Như báo Công Lý đưa tin, dự kiến chiều ngày 11 tháng 3 Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm. Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân vắng mặt, Đặng Thị Hàn Ni cũng vắng mặt theo. Bởi vì những người đó tôi có cảm giác là họ đã làm đơn xin xét xử vắng mặt hoặc là họ xin quản phiên tòa. Tại vì trong bài báo không nói, thì mình có quyền đưa ra hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là họ xin xét xử vắng mặt. Còn hai đó là họ xin là quản phiên tòa. Đó, họ có quyền làm được chuyện đó ha. Ba bị cáo được tại ngoại là bị cáo Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà có đơn xin quản phiên tòa. Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng có đơn xin quản phiên tòa do trùng lịch công tác từ trước. Một nguyên tắc bất di bất dịch như thế này nè, tôi chia sẻ với quý vị. Nguyên tắc là khi có luật sư bào chữa cho bị can và bị cáo mà luật sư bào chữa cho bị can với bị cáo hoặc là luật sư chỉ định mà không có mặt ở phiên tòa là phiên tòa không tiến hành xét xử được. Thưa quý vị ha, cho dù là có đủ người đi chăng nữa mà phiên tòa lần thứ nhất mà không có luật sư thì chắc chắn 100% rằng là tòa án sẽ quản phiên tòa ngày hôm đó. Còn nếu triệu tập lần thứ hai mà không có luật sư thì tòa án vẫn tiến hành xét xử. Quý vị nhớ cái vụ án của Trang Nemo không? Phiên tòa lần 1 có luật sư, nhưng phiên tòa lần 2 xử mà vắng luật sư là phải tự bào chữa. Đấy, cho nên là cái việc mà vắng anh luật sư bào chữa cho ba bị cáo cũng có đơn xin quản phiên tòa là do trùng lịch công tác thì rõ ràng là cái người tham gia phiên tòa sẽ biết trước tòa sẽ quản nhưng vẫn là không sao, vẫn cứ đến. Còn bà Đinh Thị Lan có mặt cùng hai vị luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định quản phiên tòa và sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 4 tây tháng 4, là khoảng 20 ngày nữa ha, hơn 20 ngày nữa, 25 ngày nữa. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. À không, thì khúc này nói lại thôi, thì tôi không đọc lại ha. Tôi lấy bài báo khác đi, bài báo này viết ngắn quá. Đọc tiếp bài báo này. Rồi đây. Mặc dù các cơ quan chức năng đã trích xuất đưa bà Nguyễn Phương Hằng về trại tạm giam ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lý do quản là có 3 đồng phạm là nhân viên của bà Nguyễn Phương Hằng có đơn xin quản. Phiên tòa được mở ra do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 đồng phạm: Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân,
Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Ở đây có một điểm quý vị nên nhớ nè, ở phiên tòa sơ thẩm đó thì anh Quân á, ảnh cãi theo phương án là vô tội. Anh Quân cãi theo phương án là vô tội, đúng không? Còn ở cái đơn kháng cáo này á, anh Quân là xin giảm nhẹ hình phạt, có nghĩa là anh Quân có thêm một tình tiết nữa là gì, là xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc quan điểm của anh Quân sẽ thay đổi ở phiên tòa phúc thẩm, quan điểm sẽ thay đổi, và lúc đó là cơ hội rất lớn cho anh Quân là được giảm nhẹ tội. Nào quý vị ha, mình nhìn vô bài báo mình đọc mà là mình thấy hiểu. Bị cáo Đặng Anh Quân là có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. À, nó khác với trường hợp ở sơ thẩm. Sơ thẩm là chị Hằng cải theo phương án là xin giảm nhẹ tội, nhận tội xin cải giảm nhẹ tội, đúng không? Rồi còn anh Quân á, phương án ở sơ thẩm đó là cải là không nhận tội, nhưng anh ấy đã làm cái đơn kháng cáo xin giảm nhẹ tội. Điều đó đồng nghĩa với việc anh Quân sẽ có tình tiết giảm nhẹ tội ở phiên tòa phúc thẩm. Đấy. Và hơn nữa là Nhi Hà Tân là sẽ có cơ hội. Đồng thời, hai người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan, bà Đặng Thị Hàn Ni và bà Đinh Thị Lan cũng có kháng cáo. Nói chung là báo viết rất là ngắn gọn thôi, là quản lý do là có được kháng cáo chứ không có nói gì hơn. Ví dụ mà khóc khóc là báo không có viết. Rồi có khúc này nè. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đây là lần đầu tiên phiên tòa xét xử phúc thẩm được mở và vắng mặt rất nhiều người tham gia để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo và người liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử quản phiên tòa. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử quyết định quản phiên tòa do vắng các bị cáo, luật sư, người bào chữa để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, người liên quan. Hội đồng xét xử ấn định mở được phiên tòa vào hai ngày 4 và 5 tháng 4. À, đó, quý vị chờ ha, hơn 20 ngày nữa là mình đến mình xem. Còn cái khúc mà tôi thấy là khóc lóc rồi kia là không có, báo không có viết, chỉ có là YouTube hay là Facebook này kia thì có đăng thôi, chứ mà khúc này thì báo không có đăng. Mà tôi thấy nó lạ lạ như nè, tôi thấy nó lạ lạ kiểu vậy. Sao cái lúc mà đông vui không chịu tới, mà cái lúc không có ai tới ta? Hay thích chơi mình, đúng không? Lạ lùng. Tôi nhiều khi tôi nghĩ không ra, lạ lùng. Có cái bạn Tuấn Trương nè, toàn đọc báo không cha nội, thì chương trình đọc báo của người ta mà, chứ cái này có gì đâu phân tích, đúng không? Cái này là chương trình đọc báo là để thông tin cho quý vị biết là báo đăng là quản phiên tòa, chứ có gì đâu mà phân tích. Trời đất ơi, thì chừng nào có khúc nào đó nó có pháp lý thì tôi phân tích chứ. Bây giờ tôi đọc báo cho mọi người nghe thôi, chứ tôi có làm gì đâu mà không đọc báo. Nói chung là nhiều người tên Lan bị bắt lắm. Thúy Lan rồi Mỹ Lan rồi. Cho tên Lan mà nghe thấy sợ sợ không vậy ta? Quá trời quá đất. Thôi, bây giờ cái câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng thì thôi mình cũng chốt lại hai quý vị ha. Chốt lại câu chuyện của Lan đi. Thì nói chung là bà Thúy Lan đã bị bắt rồi đó. Bà Mỹ Lan cũng bị bắt luôn đó. Còn có nữa hay không thì không biết, cứ chờ cơ quan chức năng. Rồi, hôm qua tôi có chia sẻ với quý vị á, cái chỗ mà của vụ án của bà Trương Mỹ Lan đó, quý vị bây giờ mới phát hiện thêm này, hôm nay tòa xét xử tiếp thì tòa có hỏi hai người nguyên á là cựu lãnh đạo của SCB. Thì quý vị thấy đó, hầu như tất cả các lời khai đó
đều chống lại với bà Trương Mỹ Lan. Mà những lời khai này của ngày hôm nay nè, quý thấy nè, nó có một cái tình tiết mà hôm qua tôi phân tích rất kỹ mà anh chị nào để ý nè. Hầu như lời khai đều chống lại bà Trương Mỹ Lan hết, nhưng điều đó có đồng nghĩa với việc là tòa án chỉ nghe một phía không? Xin tôi là không. Hôm qua tôi nói rất rõ chỗ này nè, sẽ chờ bà Trương Mỹ Lan phản pháo lại cho coi, đúng không quý vị có nhớ không? Mình nghe phải nghe hai phía, chứ không thể nào mà nghe một phía cái chỗ của bên chỗ của ông Văn hay hồi hôm qua hay là ông Thành này kia hết là cũng không nên. Nghe là phải nghe hai phía. Thì hôm nay chính bà Trương Mỹ Lan đã nói là những gì mà tôi đã phân tích từ trước ngày hôm qua. Tôi mới nói á, tóm lại chúng ta cần phải nghe phía bà Lan, bà Trương Mỹ Lan đó phản pháo cái vụ bãi chỉ đạo như thế nào. Thì quý vị thấy hôm nay rõ ràng bà Trương Mỹ Lan đã có những cái lời khai cực kỳ chấn động, xôn xao hội trường luôn. Đúng không? Bởi vì hôm nay bà Trương Mỹ Lan khai như thế này nè. Mình nghe cái gì thì mình nghe qua hai phía thì mình sẽ dễ hình dung câu chuyện hơn, để mình sẽ có cái nhìn nó khách quan hơn. Hôm qua tôi nói đó, bà Lan sẽ ra tòa, bà Lan sẽ khai rằng là bà Lan không có chỉ đạo. Và đúng y như rằng hôm qua tôi đã phân tích cho quý vị luôn, bà Lan hôm nay ra tòa khai không có liên quan cái vụ mà 5,2 triệu đô. Đúng không? Không có. Và còn nhiều tình tiết nữa, tôi sẽ từ từ phân tích cho quý vị nghe. Hôm nay mình có hai nội dung thôi. Nội dung thứ nhất là bà Thúy Lan bị bắt, Trương Mỹ Lan bị bắt, còn ai nữa không? Không biết, chờ đi. Thứ hai là cái câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng là bị tạm quản. Cái thứ ba là chuyện bà Trương Mỹ Lan là khai ra lời khai phản pháo, hầu như là bác đi toàn bộ những gì lời khai của những người đã từng làm việc chung với mình, nói rằng bà Trương Mỹ Lan liên quan với vụ 5,2 triệu đô. Bị cáo Trương Mỹ Lan khai tại tòa, bị cáo không chỉ đạo cựu tổng giám đốc SCB đưa hối lộ 5,2 triệu đô cho trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng 2 để bưng bít sai phạm tại SCB. Ngày 11 tháng 3, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc 3 tội danh: đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác và tham ô. Theo cáo trạng, tổng cộng trong 10 năm từ 2012 đến 2022, bị cáo gây thiệt hại hơn là 498.000 tỷ. Được xét hỏi, bị cáo buộc chỉ đạo cựu tổng giám đốc SCB là Võ Tấn Hoàng Văn đưa hối lộ 5,2 triệu đô la cho Đỗ Thị Nhàn để che giấu việc thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB. Phát hiện qua thanh tra, SCB không bị đưa vào diện kiểm sát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bà Trương Mỹ Lan cho rằng cáo buộc không đúng, bị cáo mới gặp Đỗ Thị Nhàn 1 đến 2 lần. Ở đây thì bà Lan nói rằng là tôi không có biết, đúng không? Tôi không có biết, tôi gặp bà Nhàn có 1 đến 2 lần thôi. Tiếp tục bà Lan khai như thế nào? Trương Mỹ Lan nói SCB là không có ai là thân tín hết á. Chủ tòa hỏi lý do gặp là gì thì bị cáo Trương Mỹ Lan khai đi gặp Đỗ Thị Nhàn vì Đinh Văn Thành, chủ tịch hội đồng quản trị SCB, và Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB, nhờ bị cáo gặp Đỗ Thị Nhàn nhờ kết luận thanh tra sớm. À, đi gặp chỉ là nhờ kết luận thanh tra sớm thôi, còn cái chuyện bỏ qua bỏ lại bỏ tới bỏ lui á là tôi không có biết, đúng không? Đó, ý bà nói đó, ấy nói là vậy, khớp đúng không? Dựa theo tình tiết hồi hôm qua của ông Văn với ông Thành khai là khớp chứ nữa. Ông Văn với ông Thành khai rằng là bà Lan có ra Hà Nội gặp bà Nhàn 1-2 lần, thì bà Lan bây giờ khai cũng khớp tình tiết luôn, là có ra gặp 1-2 lần, nhưng ra gặp để nhờ kết luận thanh tra sớm, chứ không có là nhờ để mà làm cái này cái kia. Hợp lý không? Cái cách người ta tập luận rất là chắc chắn và nó có sần logic. Bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc một năm gặp bị cáo không được bao nhiêu lần. À, một tổng giám đốc SCB tại sao không dám nói ra sự thật? Là trách ngược là ông Văn á, tại sao lại không nói ra sự thật? Một năm tôi gặp ông có mấy lần thôi, thì làm gì có cái chuyện tôi với ông như thế này thế kia. Ý bà Lan nói là vậy. Bị cáo Lan cho rằng những người ở SCB không phải thân tín của mình, kể cả Võ Tấn Hoàng Văn. Bởi nếu là người thân tín của bị cáo, không thể làm mấy tháng đến một năm rồi nghỉ. Lập luận vẫn rất là logic.
hợp lý không? Nếu là thân tính của tôi thì phải ở chung với tôi chứ, chơi với tôi chứ, rồi phải là năm dài tháng rộng chứ. Nếu mà thân tính của tôi thì làm gì có chuyện mà chơi với tôi hoặc là làm việc với tôi một vài tháng. Một cái lập luận cũng khá là logic đó, quý vị thấy người cách lập luận của người ta ha. Lúc này chủ tọa nói, tại tòa Đỗ Thị Nhàn đã khai rất rõ về việc nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, nhận như thế nào, vậy lời khai nào đúng? Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng không bao giờ có chuyện đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn và đoàn thanh tra để bưng bít sai phạm của SCB, bởi SCB phải tự chịu trách nhiệm. Bây giờ bà Lan đưa ra là tôi không có quản lý SCB, tôi không phải là cổ đông trực tiếp, tôi không đứng tên ở SCB, thì SCB phải tự chịu trách nhiệm về mặt nguyên tắc là gì? Ban giám đốc SCB chịu sự quản lý của hội đồng quản trị của SCB, thì ai làm người đó chịu, tôi không có đưa tôi không biết. Đúng không? Đấy. Bởi SCB phải tự chịu trách nhiệm, bị cáo không đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn, bị cáo Trương Mỹ Lan nói và mong muốn hội đồng xét xử xem xét thật kỹ việc này, không có việc chỉ đạo đưa hối lộ cho các cáo buộc. Vấn đề ở đây nè, có một cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với mọi người nè. Mình làm cái gì á là mình phải có chứng cứ. Vấn đề đặt ra ở đây nè, bây giờ một bên nói có, một bên nói không. Quý vị hiểu không? Một bên nói có, một bên nói không. Thế thì chứng cứ ở đâu ra? Bây giờ hỏi hai đứa con đi. Có một cái túi quần, bây giờ có hai đứa ở nhà. Bây giờ á, quýnh thằng anh á, anh chỉ thằng em. Quýnh em chỉ thằng anh. Cuối cùng là thằng nào lấy? Trong cái bóp nó có một cái tiền đó. Ở nhà có hai thằng con trai, thằng anh với thằng em. Mình đi làm về thấy mất cái bộ tiêu, cái bóp trong túi quần. Cái bây giờ mình hỏi thằng nào lấy? Thằng anh chỉ thằng em chỉ thằng anh. Hỏi hai thằng thì hai thằng đều chối hết. Thì cuối cùng nào lấy? Thì ông quan tòa cũng vậy, ông quan tòa sẽ là ngồi để ngồi nghe các bên trình bày ý kiến và đối đáp lẫn nhau để coi coi là cái chứng cứ của cơ quan điều tra, viện kiểm sát đưa ra như thế nào trong quá trình điều tra và giữ vụ án, thì lúc đó họ sẽ phán được rằng bên nào đúng và bên nào sai, chứng cứ đến đâu, đúng không? Nghe phải nghe nhiều phía chứ không phải rằng là hôm qua mình nghe ông Văn ông ấy khai vậy là tự nhiên quy chụp cho chỗ của bà Lan là đưa hối lộ, rồi hôm nay bà Lan mới lật ngược lại. Nếu như giả sử ban đầu người ta không hỏi ông Văn mà người ta hỏi bà Lan trước, thì dĩ nhiên hôm nay ông Văn lại là cái người phải đi trả lời câu hỏi là bà Lan có đưa tiền hay không. Đấy, quý vị thấy là ở đây là khi ra tòa là mình nên học một cái bài học là gì? Khi mình trả lời các tình huống là mình phải trả lời làm sao cho nó logic lại từ đầu đến cuối, và mình phải dựa theo cái lời khai của mình, nó phải suông từ đầu đến cuối. Đừng bao giờ mà khai khúc đầu khác khúc sau khác là mình dễ chết lắm, là cái thứ nhất. Thứ hai là khi mình làm cái gì đó là mình phải có chứng cứ. Ở đây á, là ông Văn á, ông ấy yếu một cái chỗ là gì, là không có chứng cứ nhận tiền từ bà Lan. Mình đã phân tích thôi, có hay không có thì chắc có lẽ là trong tương lai đó viện kiểm sát họ sẽ cung cấp chứng cứ, họ sẽ cung cấp thêm bằng chứng, có thể hồ sơ chứng cứ nằm trong vụ án mình không đọc được, nhưng mà tôi nghĩ rằng để chứng minh chỗ này đó là trong hồ sơ vụ án sẽ có được những cái bằng chứng, ví dụ một cái ghi âm, một cái chuyển khoản, một cái tờ giấy, một cái đoạn nào đó mà để cho ông Văn phải nhận được 5,2 triệu đô đó là từ ở đâu ra, đúng không? Dĩ nhiên 5,2 triệu đô đó là nó phải có chủ sở hữu chứ, không thể nào mà tự nhiên Văn có được, không thể nào ông Văn tự nhiên có 5,2 triệu đô được. Thì 5,2 triệu đô đó là chuyển từ tài khoản nào sang tài khoản nào? Quý vị phân tích hiểu không? Hôm qua chính ông Văn khai là chuyển từ tài khoản SCB ở Sài Gòn ra ngoài SCB ở ngoài Hà Nội. Thế thì chuyển từ tài khoản của ai sang tài khoản của ai? Và trước khi từ SCB ở Sài Gòn đó thì ai chuyển vào? Thì cái đó chính là chứng cứ. Đó chính là một trong những chứng cứ để chứng minh là bà Lan có đưa hay không, hoặc là có được cái đoạn ghi âm nào hay không. Đó là một trong những lý do mà sau này quý vị mà giao dịch thì pháp lý đó, người ta nói đưa tiền cho mình, đưa tiền cho tôi thì biên bản đâu, giấy tờ đâu, ký tên đâu, cái đó mới đảm bảo tính pháp lý cho mình. Còn nói miệng không thôi, xin thưa chú quý vị, tôi gặp nhiều trường hợp lắm. Nhiều trường hợp, luật sư ơi tôi cho mượn tiền, bây giờ
họ không có ký giấy mượn nợ, tôi không chuyển khoản ngân hàng luôn, họ bỏ trốn luôn. Có người làm chứng, nhưng mà bây giờ người làm chứng họ nói thấy có đưa tiền nhưng mà đương nhiên không biết. Rồi tôi đòi sao luật sư, tôi phá sản rồi. Tôi mới nói xin lỗi, luật sư đã cố hết sức, chứ biết sao giờ, hợp đồng không ký, đưa tiền không ai thấy hết, đưa tiền thì có người thấy mà không biết đưa cái gì. Nói chung là không có người làm chứng, chỉ có một người thấy là có đưa thôi, còn đưa bao nhiêu, đưa cái gì, mục đích là cho mượn hay là trả tiền không biết. Không chuyển khoản ngân hàng, không giấy biên nhận nợ, người ta bỏ trốn luôn. Rồi kiện kiện kiểu gì đây, đúng không? Cái đó là luật sư là giống như Phi Hồng Kông đi ra ngoài khỏi phòng phòng mổ vậy đó. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, chịu đâu có gì. Làm cái gì cũng phải thủ chứng cứ cho mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Theo cáo trạng, quá trình thanh tra tại SCB để che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém và các sai phạm của SCB phát hiện qua thanh tra, SCB không bị đưa vào diện kiểm sát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu. Bị can Trương Mỹ Lan đã trực tiếp gặp gỡ bàn bạc trao đổi với Đỗ Thị Nhàn, chỉ đạo Võ Tấn Hoàng Văn trực tiếp đưa hối lộ cho Đỗ Thị Nhàn 5,2 triệu đô và đưa tiền quà bồi dưỡng cho các thành viên trong đoàn thanh tra. Trên cơ sở đó, Đỗ Thị Nhàn đã chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB, cố tình che giấu, làm nhẹ sai phạm của SCB. Cụ thể, trong lần thanh tra đợt 1, bị cáo Nhàn trực tiếp chỉ đạo phó trưởng đoàn là thanh tra Nguyễn Thị Phụng và tổ tổng hợp gồm Nguyễn Anh Tuấn, Vũ Khánh Linh bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu 38.000 tỷ, tích lập dự phòng rủi ro gần 18.800 tỷ, thối dự thu trên 3.000 tỷ. Với 3 dự án là Mũi Đèn Đỏ 6A và Royal Garden tại SCB chi nhánh Cống Quỳnh, thối lãi dự thu khỏi thu nhập là hơn 3.100 tỷ đồng, các khoản bán repo cổ phiếu trả chậm làm thay đổi toàn bộ các chỉ tiêu tài chính của SCB, bao gồm nợ xấu, âm vốn chủ sở hữu, lũy kế, lỗ lũy kế, hệ số an toàn v.v. theo hướng có lợi cho SCB để hợp thức đưa vào báo cáo đồ thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra và báo cáo chính phủ. Trong đợt 2, bị cáo Đỗ Thị Nhàn chủ động đề xuất Nguyễn Văn Hưng thay đổi kế hoạch thanh tra nhằm thu hẹp phạm vi. Là cái khúc này là quý vị nhớ khúc hôm qua bài cái lúc mà ông mà phó tổng thanh tra đó, ông nói đó, ông sắp về hưu rồi, đúng không? Là sắp hết nhiệm kỳ rồi, sắp về hưu rồi, cho nên đó là bà Nhàn mới làm đề xuất, ông ký luôn, quý vị nhớ không? Quý vị nhớ khúc đó không? Là cái khúc này nè, là bà Nhàn á, bà chủ động đề xuất với người Nguyễn Văn Hưng là thay đổi kế hoạch thanh tra, là trình lên cho cái ông đó, ông ký đó, nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra đối với 71 khách hàng có địa chỉ tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, để không phải thanh tra các khoản vay của nhóm 71 khách hàng này phát sinh sau ngày 30 tháng 6 2017, còn dư nợ đến ngày 31 tháng 3 2018, không thanh tra đối với 13 khách hàng mới có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Từ đó bà Nhàn và đoàn thanh tra không chuyển cơ quan chức năng xử lý, ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế để Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn chỉ đạo cấp dưới tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB thực hiện cho vay các khoản vay phát sinh trước ngày 30 tháng 6. Ngoài Đỗ Thị Nhàn nhận hối lộ 5,2 triệu đô, cáo trạng xác định 16 bị cáo khác tại Ngân hàng Nhà nước nhận tiền quà của Trương Mỹ Lan và bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thật ra đó, cái này nó cũng dễ lắm. Bản thân khi mà tiền giao bằng tiền mặt đó, thì nó còn khó để mà chứng minh. Còn khi mà đã chuyển khoản bằng ngân hàng rồi đó, thật ra dễ chứng minh lắm. Quý vị có nhớ cái vụ mà ông Hưng ở ngoài Hà Nội đợt trước không? Cũng may là không biết làm sao người ta chụp được một cái camera ông ta có cầm cái cặp táp. Đúng không? Cũng may là sao người ta cầm cái cặp táp, là mới chụp hình được ổng, là đem cái cặp táp đó bỏ vô 4 chai rượu, không thôi là thua luôn, đúng không? Đưa bằng tiền mặt là phải có chụp hình quay phim bằng chứng,
Còn bây giờ á, chuyển khoản ngân hàng thì phải có trích lục sao kê vậy thôi. Thì dĩ nhiên ông Văn này, số tiền 5,2 triệu đô này ông có từ đâu, đúng không? Rút từ tài khoản của ai, rồi ai chuyển vô? Thật ra điều tra ra là hết, được hết, được hết đó. Cho nên phải nói á, mình làm cái gì á là phải có chứng cứ hết nha quý vị, nguy hiểm lắm đó. Mình làm mình không có chứng cứ á, sau này mình không có thủ được cho mình đâu ha. Làm cái gì là phải thủ cho mình hết về chứng cứ. Ví dụ ông Văn này nè, ông nói bà Lan đưa tiền, ông Văn phải có đoạn ghi âm, có một cái phiếu chuyển tiền, có một cái lệnh nào đó, rồi yêu cầu Văn, vì sao ông Văn biết được cái số tiền đó trong tài khoản đó bạn Văn đi rút 2 triệu đô, 3 triệu đô, ông Văn phải có chứng cứ nợ ha. Nói chung là khủng khiếp lắm, nói chung là đơn giản đâu. Hôm qua tôi dự đoán đó là đúng như rằng luôn là bà Trương Mỹ Lan là sẽ phản cung. Phản cung là mấy người này, đâu có đơn thuần đâu quý vị, đâu có đơn thuần đâu. Người ta là chủ của một cái tập đoàn lớn, người ta đã điều hành biết bao nhiêu người là trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về kinh tế, thì cái đầu người ta không đơn giản, cái đầu không đơn giản ha. Cho nên một số anh chị nói rằng là bà ta chỉ có học lớp 12 đến 12 không thôi là mình đang hiểu sai đó. Trình độ á, là văn hóa, trình độ học vấn á, là 12 đến 12 ha. Nhưng mà trình độ chuyên môn á, thì người ta chưa có nói đâu, khủng khiếp lắm đó. Hồi nãy giờ có ông kia nói gì đâu, tôi đang nói bà Thúy Lan bị bắt chứ tôi có nói ai đâu, mà ông kia ông nói là gì đây? Nãy giờ tôi là không có nói là ai hết nha, tôi chỉ nói bà Thúy Lan ở ngoài Hà Nội đó, ở huyện Vĩnh Phúc nó bị bắt, rồi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, chứ tôi có nói ai nữa đâu. Cái ông kia thì ông đi đổ thừa cho tôi không à, vu oan cho người vô tội. Tôi đọc báo hồi chiều giờ mà tôi cười muốn chết luôn. Anh Kim nói Trương Mỹ Lan phản cung hoàn toàn, cái này là dự đoán hôm qua rồi anh, cái này là dự đoán hôm qua rồi. Hôm qua anh Kim có coi kênh em, Kim biết em dự đoán hôm qua rõ ràng là bà Trương Mỹ Lan sẽ phản cung, nằm trong dự đoán hết. Có con cả gì quý vị, tôi không có buồn gì cái vụ mà của bà Trương Mỹ Lan phản phản cung, tôi không có buồn, không có vui vậy đó. Mà tôi vui hồi chiều giờ cái chuyện á, mình đông người á thì mình mới là tranh luận, là cãi lộn, là nói qua nói lại, nó tới nói lui, đúng không? Giờ có mình sao mà nói trời, cảm giác ngồi mình mà nói chuyện nó kỳ lắm. À, hôm qua anh Kim có là có xem được sư vlog gì đó hả? Dạ ok, thì em có cảm nhận vậy đó, em có cảm nhận là bà Lan sẽ khai vậy mà. Mà tôi nói quý vị có đúng không, thì tôi nói vậy nè, khi mà mình muốn cái cuộc vui á, nó vui vẻ với nhau, mình dễ có nhiều chuyện mình nói với nhau, mình muốn tranh luận với nhau, mình muốn trao đổi với nhau, thì phải có nhiều người. Mà khi mà tôi với anh Kim á là hí hửng vô tòa, đây này có anh Kim đây nè, hai anh em hí hửng vô tòa, xong rồi á là anh phải trả lời câu này, em hỏi câu kia, nói chung là luật sư thân chủ mà, thì dĩ nhiên là tôi với anh Kim phải có trao đổi, em làm cái này anh làm cái kia, làm cái nọ, xong đã đời. Thì đông người thì mình mới hào hứng mình tranh luận, mình mới hào hứng mình hỏi, mình mới hào hứng phản biện. Giờ không lẽ có mình ngồi mình nói chuyện, có một mình ngồi nói chuyện một mình là nó kỳ lắm đó. Thiệt, ngồi nói chuyện một mình đó mà người ta đi qua đi lại người ta thấy kỳ lắm luôn
Rồi, có một cái chuyện tôi kể quý vị nghe nè. Tôi kể quý vị nghe nè. Lý do tại sao YouTuber không ai quay được. Trời ơi, mình phải là cái người có kinh nghiệm, có kiến thức, có kinh nghiệm và có trải nghiệm rồi mới giải thích được câu 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 hỏi đó. Tôi đố quý vị nè. Tại sao không có một YouTuber nào mà quay phim chụp hình được? Đó, mình phải là cái người có kiến thức, có kinh nghiệm và có trải nghiệm rồi mình mới biết được lý do tại sao. YouTuber hôm nay quá dở. Không, này để mốt tôi kể cho nghe. Giờ quý vị về quý vị là suy nghĩ đi. Và bữa nào mà nó rảnh nó vui tôi kể cho nghe. Phải có kiến thức, có kinh nghiệm rồi có trải nghiệm nữa mới giải thích được lý do vì sao không ai quay phim chụp hình được. Đó. Có một cái chuyện đó là ai cho mà vô không? Tại vì muốn bước vô được cái tòa án là phải bước qua cổng thôi. Thật ra nếu muốn bước vô tòa án được là bước qua cái cổng thôi mà, đúng không? Cái vấn đề là tại sao không đứng ngay cổng chụp hình là được thôi. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đúng chưa? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đâu có cần nhất thiết là phải đi vô tới tòa án đâu. Tại sao ở cổng không thôi mà không chụp hình được, không quay phim được. Còn nếu mà nói là đi vô trong đó thì nói làm gì nữa, ai cho mà vô. Trời, có một người nói anh hay quá, anh hay nữa, không ai cho lại cổng. Trời đất ơi, người ta livestream trước cổng ầm ầm đó. Người ta livestream cái cổng ầm ầm hồi trưa này nè, quý vị có xem mấy cái clip mà YouTuber tôi vô tôi coi đó. Tôi vô tôi xem đứng trước cửa quay rầm rầm luôn mà nói gì vậy? Mấy anh chị nói xe thùng chở vào tận trong, YouTube chỉ đứng bên ngoài quay sao thấy không? Làm gì được phép đi xe thùng? Đi xe thùng là phải được trường hợp đặc biệt mới đi xe thùng chứ, người bình thường sẽ được đi xe thùng được. Để bữa nào rảnh tôi kể cho nghe. Muốn quay phim chụp hình dễ lắm. Để hôm mà tới cái ngày mà xử phúc thẩm đi, đợt sau đi, tôi chỉ cho. Tôi chỉ cho. Chụp được ngay thôi. Tôi chụp được ngay thôi hay quý vị. Thiệt. Anh Nguyễn Hoàng nói luật sư úp mở làm chi, phải úp mở chứ, trời đất ơi, úp mở. Tại nhiều khi bữa đó tôi làm YouTuber tới tôi quay thì sao, tôi chỉ rồi cái mai mốt là người ta biết được cái chiêu đó là người ta làm trước tôi thì sao, đúng không? Cái gì phải thủ cho mình hết á. Anh chị Nguyễn Hoàng nói là nói luôn đi, mọi người đang hóng không, khúc nào cần sẽ nói, khúc nào cần sẽ nói. À, làm cái camera giấu kính quay được, ok cũng có thể. Rồi, hôm nay chia sẻ với quý vị vậy thôi. À, ngày mai đi tôi phân tích tiếp cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng. Ồ, lộn, tôi phân tích tiếp cái vụ của bà Trương Mỹ Lan, ví dụ của bà Vạn Thịnh Phát là lãnh đạo SCB bây giờ đó, là người ta mới té ngửa ra, người ta mới nói á, là em trách chị Lan không xứng đáng
là đại trượng phu, có hai người nguyên là giám đốc của SCB nói và trách móc rằng chị Trương Mỹ Lan không xứng đáng, và em thất vọng về chị Lan, không xứng đáng là đại trượng phu, nam tử hán đại trượng phu. Trời ơi, tôi thiệt chứ quý vị, chứ nói vậy nói ra tới đây rồi, thiệt tâm lý diễn biến thôi, ra tới đây rồi ai mà thủ cho mình được thì thủ chứ, chứ bây giờ mà đại trượng phu gì nữa, đúng không? Tâm lý chung thôi, ra tới đây rồi á thì ai mà thủ được cho mình thì cứ thủ thôi, chứ bây giờ đại trượng phu gì nổi nữa. Đại trượng phu, cái đó tâm lý chung thôi. Anh Minh Cao có hỏi người ấy khóc như vậy có ảnh hưởng tới ai hay không? Có ảnh hưởng đến tôi, mà chịu, giờ tôi nghe người ta khóc mà tôi thì biết nói sao giờ, thấy thì cũng tội đó, thấy thì cũng tội, nhưng có làm gì được hơn nữa đâu giờ, đâu đúng không, có làm gì được hơn đâu. Tôi quý vị thì thấy thì cũng tội đó, nhưng mà thôi cũng kệ để đó chứ có làm gì được hơn đâu. Hôm nào á tôi đi gặp anh Kim á, tôi sẽ phỏng vấn ổng về cái vụ án này, tại anh Kim á ảnh tham gia vụ án ảnh bào chữa cho một cái bị cáo trong vụ án là một phó giám đốc trong vụ án nha quý vị, cho nên hôm nào á mà nghe cái khúc mà gây cấn á tôi sẽ phỏng vấn anh Kim. Chị Nguyễn Tiết nói rằng là mong đến lúc được nghe bí mật của hai luật sư trong phiên tòa ngày 4/9 là sao chị Nguyễn Tiết, chưa hiểu ý của chị. Có bạn Di Ca Nguyễn á, thật ra những câu hỏi này là bạn không 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 nên hỏi, cái đó là bạn nên tìm hiểu nó hay hơn, không nên hỏi. Anh Dương Toàn Đức, luật sư cho họ tôi hỏi quản phiên phúc thẩm thì có lợi hay là hại đối với các bị can? Thật ra hại thì tôi nghĩ là không có, hại thì không có hại đâu, mà lợi có lợi đâu, bởi vì thật ra mà nói thì nó cũng chỉ là có 10 15 ngày thôi, 20 ngày thôi, cho nên là nói là hại hay là không hại thì không đánh giá được, nó rất là ngắn, nó không phải khoảng thời gian quá dài để cho chúng ta suy tính về nhiều chuyện, cho nên chẳng qua là kéo dài thêm một chút nữa thì không ảnh hưởng gì nhiều, cho nên nói hại hay không hại tôi không trả lời được. Có bà Trần Ngọc Tiên nè, tự nhiên bà cà khịa tôi, luật sư ơi, hỏi tôi là tại sao mà chị Đinh Lan khóc. Trời ơi, tôi cũng muốn biết lắm chứ mà tôi đâu dám gọi điện hỏi đâu, muốn biết lắm mà không dám gọi điện hỏi. Thôi đi, chuyện của người ta cũng không có được vui cho lắm, hỏi cũng kỳ, mà không hỏi khó chịu. Giờ cũng muốn hỏi lắm mà không dám hỏi.
Thưa quý vị, nói chung là chuyện của anh ta thì mình á, mình thấy mình thấy thì mình biết vậy thôi, mình mắc cười mình cười thôi chứ mình không dám hỏi. Hỏi ra nó cũng kỳ, chuyện nhạy cảm, chuyện cá nhân mà. Có một số anh chị nói tôi bị đưa vô danh sách, tôi bị đưa vô danh sách đó là mấy năm nay rồi chứ không phải là mới đây ha, cái chuyện đó bình thường thôi. Chị Nguyễn Tiết nói là anh Kim hôm qua tâm sự gì chị? Anh Kim tâm sự về chuyện của hai chúng mình, chuyện của em với lại là luật sư Kim. Chị Hòa Nguyễn nè, người ta khóc vì cô đơn, có đâu, người yêu của anh ta là chủ tịch ngân hàng không đó, tôi mới coi cái clip chiều á, tôi coi cái clip chiều xong tôi té ngửa luôn, chủ tịch ngân hàng không, không đơn giản như mình nghĩ đâu, ha. Ủa, chị Oanh Nguyễn nói là luật sư Kim tâm sự là mọi người càng quý luật sư Vlog hơn. Là ổng tâm sự cái chỗ nào đâu, cho em cái đường like đem vô em coi tâm sự coi sao ổng không hỏi ý kiến của em. Anh chị nào mà có đường like ông luật sư Kim muốn tâm sự đâu, cho em xin cái đường like coi vô em coi ổng nói xấu em cỡ nào. Chúc anh chị nào mà có đường like ông luật sư Kim nói xấu em á, cho em xin đường like đó nha. Có cái anh chị là Trần Thị Mỹ Dung á, Tân Hà Lê chắc cũng sợ phúc thẩm thi hành án nên hơi bị lo. Thật ra đó Tân Hà Lê tụi nó đã xác định rõ tư tưởng rồi anh chị, không phải là nó sợ đâu, bản thân Tân Hà Lê tụi nó đã xác định tư tưởng rõ rồi à, chứ không phải là sợ. Có anh Hải Ngô nè, nếu chị Đinh Lan mà kháng án thành công thì phiên tòa sơ thẩm có bị hủy không? Xin thưa rằng là cái quyền của người liên quan mà kháng án á, chỉ được kháng cái phần dân sự thôi chứ phần hình sự đâu được kháng đâu. Hôm qua tôi nói rồi đó, làm gì có chuyện đó. Rồi anh chị nào mà có đường link nào anh Kim mà nói xấu tôi hôm qua đó quý vị, quý vị cho tôi cái đường link đó nha, cảm ơn nhiều ha. Chị Trần Ngọc Tiên kiếm giùm tôi cái đường link đó coi ông Kim muốn nói xấu tôi cái gì. Ông tâm sự mỏng như khán giả mà không hỏi ý kiến của tôi, rồi tôi biết tôi duyệt cái nội dung không, rồi ông nói xấu tôi nữa là sao. Thôi dạo này tôi lại có một suy đoán tiếp nè. Hôm nay á, quý vị mà có nghe cái bài hát à, chờ người không tới không, quý vị nghe bài đó không, cái bài mà chờ người không tới đó à, bài đó là cái con bé nào mà gõ bo đó, Thục Trinh à, con bé Thục Trinh nó gõ bo á, với miền Tây á, nó gõ bài đó nó hát hay lắm.
cái bài chờ người không tới đó, sân ga hay vắng thương người, mình một mình âm thầm lê bước chân, một mình thôi, cái lúc đông vui á, sum họp sum vầy đó, trống kèn ầm ầm không tới, tự nhiên hôm nay sân ga một mình, rồi không biết ngày 4, ngày 5, tây tháng 4 rồi không biết rồi có tới hôn. Alo. Rồi. Đúng rồi anh Hưng ơi, đúng á, giờ có hai bài hát Chúng Ta Của Tương Lai và Nâng Chén Tiêu Sầu. Không mà nói chung là hôm nay tôi cũng có một chút xíu vui vẻ ha quý vị, thì nói chuyện vui thôi. Anh anh chị nào mà đặt câu hỏi pháp lý đi thì tôi trả lời, mất công hồi tôi bị lập biên bản lắm. Thôi mình trả lời pháp luật đi quý vị. Chị Phạm Thị Thu Hằng: luật sư Kim chưa bao giờ nói xấu luật sư Vlog nha. Bây giờ giữa chốn giang hồ hiểm ác khó lường, không nói trước được điều gì chị ơi. Đúng không? Bây giờ qua nhiều cái drama tôi phân tích, qua nhiều vụ án tôi nói, ví dụ như hồi nãy tôi nói đi, ông Văn nè, ông Thành nè, hôm qua khai là bà Lan á, là đưa 5,2 triệu đô để đưa cho bà Nhàn. Tôi dự đoán y như rằng luôn bà nhà ngày mai phản cung, nói tôi không có biết, tình như thủ túc, cho tiền nhau hàng chục tỷ mà còn phản cung được. Đúng không? Cho nên á, là bây giờ là giữa giang hồ là nó trúng thị phi dữ lắm, không tin được ai hết. Cái hồi tôi phải kiểm tra lại qua anh Kim mới tâm sự mỏng với khán giả cái gì. Tôi chia sẻ cho quý vị luôn nè, có một trên mạng xã hội á, có một cái đang có một cái cuộc so kè giữa virus với lại là dách năm cũ, theo quý vị ai thắng ai thua, ai thắng ai thua quý vị? Quý vị có biết cái đang có một cái gọi là cái scandal đó không, virus với lại là dách năm cũ? Tôi là tôi theo fan của virus đó, dù sao virus đó là mười mấy năm học nhạc viện ha, gia đình đó là về thiên về âm nhạc, cho nên tôi tin tưởng virus. Quang Vũ Lê: dắt lên giá từ hồi gặp Messi. Gặp ở đâu mà gặp? gặp ở đâu mà gặp? Có chuyện đó hả? Có chuyện gặp được Messi nè. Gặp ở đâu? Có ông Nguyễn Hữu Tuấn, ông này mà luật sư gì mọi người? Trời ơi, người ta tên là họ Nguyễn, tên là luật sư ông thần. Tôi họ Nguyễn, tên là luật sư, cho nên người ta thường hay gọi tôi là Nguyễn luật sư.
Có anh Bùi Mạnh Hà hỏi nè, luật sư cho tôi hỏi, hai vợ chồng chung sống, trước hôn nhân, người chồng có tài sản riêng, khi chồng chết không có di chúc, thì tài sản riêng giải quyết như thế nào? Họ có con. Thì tài sản riêng đó của họ thì họ được chia theo hàng thừa kế thứ nhất thôi. Ba mẹ của ông chồng được hưởng, vợ và con được hưởng. Đó, nếu không có di chúc, vậy thôi. Anh chị Don Polit nói là luật sư có thể phỏng vấn luật sư Phan Trung Hoài được không? Phỏng vấn anh Kim nó dễ hơn, phỏng vấn ông Phan Trung Hoài nó khó hơn, bởi vì ông Phan Trung Hoài bào chữa khá nhạy cảm. Mình phải biết người phỏng vấn, biết là phỏng vấn cái người trong cuộc chính đó, nó sẽ hay hơn, nhưng mà rất là nhạy cảm, và cái người trả lời đó chưa chắc họ trả lời chính xác cho mình đâu. Cho nên hỏi làm sao mà người ta trả lời một cách nó rõ được đó, thì nên hỏi. Còn hỏi mà người ta chỉ trả lời cho vừa lòng thôi đó thì cũng không nên. Rất khó cho anh Phan Trung Hoài trả lời. Thôi hai quý vị ha, tối nay mình ngưng ở đây đi. Tại vì hôm nay tôi đi công việc bên ngoài. Ngày mai chúng ta gặp nhau để phân tích tiếp về cái vụ việc của bà Trương Mỹ Lan. Ngày mai tôi sẽ phân tích về cái việc là tại sao bà Trương Mỹ Lan lại vứt áo một cách nó triệt để luôn, là không thừa nhận gì hết. Làm cho hai cái bị can, bị cáo còn lại đó là trách móc chị Lan, trách móc khủng khiếp luôn. Chị Lan không xứng đáng ha. Thì lý do vì sao như vậy thì ngày mai tôi sẽ tiếp tục phân tích. Rồi, chúc quý vị có buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị nào có nhu cầu nhờ tôi tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc là nhờ tôi tham gia bào chữa cho vụ án của mình thì có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Một là tôi, hai luật sư Hiền và xã tôi sẽ là người trực tiếp để trao đổi với quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.